Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 2, đề bài yêu cầu đặt tính rồi tính. Ý đầu tiên, 5071 nhân 9. Chúng ta bắt đầu nhân. 9 nhân 1 bằng 9, viết 9. 9 nhân 7 bằng 63, viết 3, nhớ 6. 9 nhân 0 bằng 0, nhớ 6, bằng 6. 9 nhân 5 bằng 45. Chúng ta sang ý tiếp theo, 17.218 nhân 4. 4 nhân 8 bằng 32, viết 2, nhớ 3. 4 nhân 1 bằng 4, thêm 3 thì bằng 7, viết 7. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 4 nhân 7 bằng 28, viết 8, nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6. Chúng ta được kết quả 68.872. Ý tiếp theo, 56.472 chia 8. Chúng ta thực hiện này, 5 không chia được cho 8. Chúng ta thực hiện 56 chia 8 được 7. 7 x 8 bằng 56, 56 trừ 56 thì bằng 0. Tiếp tục hạ 4 xuống. 4 chia 8 bằng 0, viết 0. 0 x 8 bằng 0, 4 trừ 0 bằng 4, viết 4. Hạ 7 xuống, chúng ta có 47. 47 chia 8 bằng 6 không được vì 6 x 8 bằng 48. Chúng ta giảm đi một đơn vị còn 5. 5 x 8 bằng 40. 47 trừ 40 thì còn 7, viết 7. Hạ 2 xuống chúng ta có 72. 72 chia 8 được 9. 9 x 8 bằng 72. 72 trừ 72 bằng 0. Như vậy phép chia này chúng ta được kết quả 7.059. Ý tiếp theo chúng ta thực hiện chia. 9 chia 7 thì được 1. 1 x 7 bằng 7, 9 trừ 7 thì còn 2. Hạ 1 xuống chúng ta được 21, 21 chia 7 được 3. 3 x 7 bằng 21, 21 trừ 21 thì bằng 0. Hạ 5 xuống, 5 chia 7 được 0. 0 x 7 bằng 0, 5 trừ 0 được 5. Hạ 0 xuống chúng ta được 50. 50 chia 7 thì được 7 thôi. 7 x 7 bằng 49. 50 trừ 49 thì được 1. Hạ 3 xuống. 13 chia 7 thì được 2, không được đúng không? Vì 2 x 7 14. Như vậy 13 chia 7 được 1 thôi. 1 x 7 bằng 7, 13 trừ 7 bằng 6. Như vậy phép chia này của chúng ta được kết quả 13.071 và dư 6. Như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn cho các em xong 4 bài toán về đặt tính rồi tính đối với phép chia và phép nhân. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.